Tức là thầy hội hồi xưa đó ông dạy ông chỉ sao thầy? Không, ông chỉ đứng ra thôi. Dạ. Do mà hỏi ông ấy thì ông chỉ nói là sát tận đây á. Dạ. À, mà à, xa thì kéo lại. Em nắm tay không? Dạ. Em đấm mặt ra. Vâng. À, tôi thở tay rồi bắt lại. Dạ. Thì em gạt tay về. Em kéo tay về. Quánh bụng. Ồ, ừ. Mặt rồi. À. À, đó, thấy không? Đó. Dạ. Em phải kéo về. Đúng rồi. Kéo về sau luôn. Ờ. Tức là mượn lực của con về mặt con luôn. Ờ, đó, dạ. Hiểu chưa? Đi được rồi. Hai chân này. Dạ. Rồi. Thấy không? Dạ. Đứng này tém. Đứng này sẵn sàng đánh. Vừa thả này nó quá đáng mình. Thì cái bàn chân này, cái bàn chân ít này. Vừa thả này bộ quăng giá thì cái bàn chân này nó đi theo cùng với cái đá này. Cùng với cái đá luôn. Quấn cuộc chỗ lạc nó này. Đó, nó nhào vô. Nhào vô. Chứ không đứng một chỗ mà quánh. Chỉ có cù chó cầm mới là đứng ngay vô. Dạ. Còn nếu mà cù chó tấp á thì phải mất ngay qua. Kính thưa quý vị, chào mừng mọi người đến với kênh của Lê Nguyễn nha. Hôm nay thì là một ngày cuối tháng 5 năm 2023. Và cái đoạn clip mà mọi người đang xem trên màn hình, cái đoạn giới thiệu bệnh bài quyền, phân thế và luyện bộ pháp của thầy Mã Xuân Ba, Lê Nguyễn có quay trên cái kênh Dọc Đường Gió Bụng, cái kênh cũ của Lê Nguyễn ấy. Thì cái kênh ấy bây giờ xảy ra một chút sự cố và Lê Nguyễn không còn đăng clip nữa rồi. Và bản thân Lê Nguyễn bây giờ vẫn đang quản lý cái kênh đấy. Thì cái đoạn clip này được quay cái thời điểm đó là ngay sau khi mà thầy Ba trải qua một cái cơn bạo bệnh. Thời điểm ấy là vừa mới là hết dịch Covid xong mọi người ạ. Và lúc ấy thầy Ba rất là mệt. Và khi mà khỏe mạnh một chút thì có gọi cho Lê Nguyễn và nói rằng đấy, đấy là thầy khỏe, tranh thủ lúc nào con chạy đến đây với thầy. Rồi thầy cho mình quay lại những cái clip mà thầy muốn để lại cho đời, bảy bài quyền, cái hệ thống bộ pháp, những cái tinh hoa khoa học, những cái kinh nghiệm thực chiến đấu đài mà thầy tích lũy được để chia sẻ tới tất cả mọi người. Như mọi người biết thì thầy Ba năm nay là gần 90 rồi và sức khỏe của thầy càng ngày càng yếu đi. Thì lúc đó thì Lê Nguyễn có quay lại bài quyền của thầy, quay đầy đủ trọn vẹn bảy bài rồi. Tuy nhiên đến phần phân thế thì là chưa triển khai được. Lúc đó thì Lê Nguyễn có may mắn gặp được thầy Long Sơn Hà và sau đó là thầy Nguyễn Văn Vinh, tức là đây là sư đệ của thầy Ba. Thì các thầy ấy năm nay cũng mất U80-90 cả rồi và bây giờ là thầy Quang nữa. Thì Lê Nguyễn sẽ đăng chia sẻ với tất cả mọi người những cái gì mà Lê Nguyễn quay tìm hiểu được về môn phái kiếm đồng bác sĩ, đặc biệt là những học trò của lò Long Hồ Hội. Đò đào tạo rất nhiều những mà chiến binh đấu đài. Thì hôm nay thì Lê Nguyễn sẽ đăng lại cái đoạn clip mà một phần đầu tiên, tập đầu tiên Lê Nguyễn quay trên kênh Dọc Đường Gió Bụng nha mọi người, để cho mọi người có một cái mạch xem. Và sau cái loạt thầy Ba, Lê Nguyễn sẽ đăng về thầy Hải, thầy Vinh và sau đó thì sẽ là thầy Quang nha. Chúng ta sẽ theo dõi được một cách đầy đủ nhất về hệ thống bài quyền. Như Lê Nguyễn nói, bảy bài quyền của thầy Ba. Sau đó thì Lê Nguyễn sẽ quay về cái bộ tém, bộ gạt, bộ nghịch, bộ trở. Nói chung là có rất nhiều những cái kỹ thuật đánh đài của bên chỗ thầy Hải. Rồi sau đó thì sẽ là đến cái hệ thống mà trọn vẹn những cái gì mà thầy Vinh ghi chép được về hệ thống quyền, đường quyền cũng như là những bài binh khí mọi người. Trong lúc này thì Lê Nguyễn sẽ quay thêm thầy Quang nữa. Thầy Quang và như lời của thầy Mã Xuân Ba nói rồi, đó là số 1 đánh đường đất. Câu chuyện của đời thầy Quang, Lê Nguyễn cũng đã thực hiện được một nửa rồi và cũng sẽ gửi tới tất cả mọi người nha. Thầy Quang thì là họ hàng vai vế thì là anh của thầy Long Sơn Hải. Và thầy Quang năm nay thì cũng U80-90 cả rồi mọi người ạ. Thế nên những tranh thủ cái loạt clip này sẽ đầy đủ truyền tải được một phần nào đó những cái tinh hoa của dòng thiếu lâm bác sĩ, đặc biệt là những học trò xuất sắc của thầy Long Hồ Hội như mọi người, lò võ và đào tạo rất nhiều những chiến binh đấu đài nổi tiếng tại Sài Gòn trước năm 1975 nha. Trong đoạn clip này thì Lê Nguyễn cũng xin được gửi lời cảm ơn tới em Tiến, tức là Ngô Tiến mọi người, một cậu sinh viên mà cũng ham mê võ thuật, và anh Bình ở Lào Cai và anh Danh ở Sài Gòn đã hỗ trợ cho Lê Nguyễn rất là nhiều. Mày sợ quán cà phê người ta coi để ngoài đường mình hát sơn đông cải vỏ phải không, bán thuốc nhức mỏi hay là gì đó. Mày muốn vậy mai mốt mày đem theo thuốc men đó mày để vậy nè, ai có lợi đó, đây là
là thuốc nhức mỏi tay chân gì đó rồi la lên. Họ cứ mua chai nào đỡ chai đó. Cứ mua chai. Mua chai. Đâu mà để ngoài đường xe nó làm xe hơi xe lớn nó lên. Không sao, nó có mấy phút rồi mà. À, thì ai biết đâu mày. Nó lấy bềm, nó bềm với cái máy nó chạy mất. Bềm với thầy. Sao đâu vậy? Thầy chuẩn bị đi. Dạ. Nó cởi đồ ra. Dạ, được rồi thầy. Kính thưa quý vị và các bạn, thì mọi người sau khi nghe tiếng lực mà thầy múa bài quyền thì hiểu rằng thầy đang cống hiến hết sức cho chúng ta, cho hậu thế về những cái tinh hoa của dòng Thiếu Lâm Lưỡng Sị và những cái bài quyền mà thầy học được của thầy tổ. Và Lê Nguyễn cũng sẽ cố gắng thực hiện để truyền tải đầy đủ tới tất cả quý vị và các bạn toàn bộ những cái tinh hoa của thầy Mã Xuân Ba. Và như Lê Nguyễn có nói với thầy rồi, đó là thầy chỉ cần múa biểu diễn đúng thôi, nhẹ nhàng thôi, nhưng mà thầy vẫn bảo rằng đi như vậy nó không quen với một tinh thần một người võ sĩ. Mà như các bạn thấy thì chỉ còn 1-2 tháng nữa thôi là thầy đã 87 tuổi rồi. Ở cái tuổi xưa là hiếm rồi phải không thầy? Dạ. Con nói rồi là thầy lớn tuổi rồi, thầy múa bài quyền nó không đúng thế được thôi. Tại tao, cái tính tao, chứ chừng tao chết tao cũng phải vậy à. Chứ không bỏ được. Đi mà vậy, rồi vậy, tới chiều nó cũng không có. Đi vậy là ra cái gì? Hả? Dạ. Không ra đoàn, cái đoàn đánh của mình à. Bước tới là mà thấy chưa ra, quấn phải có lực, phải có một cái hơi gió hay là cái còn bị làm vậy tôi hỏi. Dạ. Người ta coi người ta còn cười nữa. Dạ. Mấy thằng nó, trời ơi, cái ông này mà ông đánh cái gì mà thấy không, nó phải có một thà đi không nổi nghỉ không thôi không đi. Dạ. Tao mệt rồi tao không đi nữa. Còn đi là phải ra đoàn. Dạ thưa thầy, thì sau khi mà thầy múa cái biểu diễn cái bài quyền ở Phá Ngũ Quan, một trong những cái bài quyền 7 bài mà thầy học từ lò Long Hội, từ người cậu của mình, thì thầy có thể diễn giải cho tất cả quý vị khán giả thấy rằng cái tinh hoa, cái hay trong cái bài quyền mà Phá Ngũ Quan được không ạ? Đường quyền của Phá Ngũ Quan khi mình đánh nó trùng hộp, giả tử mình vừa bắt bộ. Dạ.
giữa Bắc Bộ nè. Đó. Bước tới giặt ngang là khi Bắc Bộ có đá mình nè. Đá mình giặt cái cẳng nó xuống nè. Đó. Rồi mình mới lật cái này lên. Mới cấm cái này, mới cấm luôn. Đó. Cái đường, ăn cái đường phá vậy là thầy vừa nói thì có để ý đấy là cái bộ trỏ trong cái bài phá ngũ quan đúng không thầy? Bộ trỏ. Dạ. Đó. Là vừa bắt bộ xả qua đá liền, có đá liền mình đắp ngang qua giặt cái này, giặt cái cảnh nó vừa rớt xuống thì lắc cái này vô cái ban hàm đó, vừa lắc cái này thì dính rồi cái lật cái này, đặt cái này mình bước tới cầm luôn. Dạ. Là đường phá ngũ quan. À, thưa quý vị, thì thầy có chia sẻ chúng ta về cái bộ trò, tức là cái đòn hiểm trong cái bài phá ngũ quan. Phá ngũ quan. Dạ. Thì sau đây đấy, thì thầy sẽ dẫn giải cho chúng ta biết một chút cái bài phá ngũ quan, cái bộ đòn trò của bài đấy, mà khi kết hợp với tất cả các cái bài khác và trong những cái tình huống thực tế đấu đài ra sao. Thì nó tùy theo. Dạ. Kết hợp như thế này, có nhiều khi mình vừa mời đá nó. Đó. Mình không quấn cuộc chỗ lạc mà mình kết hợp với tam chiến lữ bố, kết hợp với tam chiến lữ bố xuống cuộc chỗ là đường tam chiến lữ bố đó nung lên xìa tới đá luôn, nó đánh đỡ qua cái phá xi mỹ ăn luôn cái sao biết sĩ, vừa đỡ vừa vừa sắc luôn ăn luôn trong cái thế sao biết sĩ luôn. Đó, nó kết hợp liên liên vậy đó. Tam chiến lữ bố mình mời đá mà nó đá, đáng lẽ mình quánh cái phá ngũ quan mà mình không đánh phá ngũ quan. Nếu phá ngũ quan là nó vừa đá nè, đỡ chẳng ra nè, quánh của chỗ đó, quánh cái này, quánh cái này. Đó là được trong đường phá ngũ quan. Còn cái này kết hợp lại với tam chiến lữ bố là mình mời đá nè. Nó đá mình nè xuống cùi tỏ là cái đường tam chiến lữ bố nung lên, nếu đánh mình đỡ qua là phá xi mứng sắt là sao bế sĩ. Đó, nó ăn nó tùy theo cái đoàn đánh mà mình đi theo nó, chứ không phải mà mình quánh theo cái lối mà đường quyền thì làm sao mà được, không quánh được. Đó. Rồi. Có cái. Cái ăn cái đường khác. Đó, cũng như mình đứng vậy. Mình phá cảnh nó. Phá cái cảnh nó vừa tốc này. Là cái đường tam chiến lữ phá ngũ quan đó. Tam chiến lữ bố đó nó chơi giới nó chụp đầu mình. Nó vừa đặt cửa rồi nó phải chụp, nó thấy mình tới rồi nó phải chụp, chụp thì mình đỡ qua, mình phát ra ăn cái đường phá ngũ quan là tấp đỏ vô ba trong sụp ba thường đó. Đó, nó cứ từ lớp vậy là cứ ăn. Thầy ơi, phân thế từ đường hết á. Dạ. Thế làm sao để luyện được cái bộ trỏ của phá ngũ quan để đánh cho nó sắc bén thầy? Sắc bén thì mình cứ tập vậy, mình cứ tập, mình cứ nói nè, mình cứ nói là mình nói là cái địch thủ, mình nói trong miệng mình là địch thủ nè, địch thủ mình vừa bước tới nè, vừa bước tới nè, địch thủ nó đá mình nè, mình đỡ nè, mình nói trong miệng mình đó, là mình đỡ ra nè, mình lật cái này nè, cùi chỏ cầm nè, đó, thì mình nói trong miệng mình tập thế là vậy đó. Nhưng mà để mà đánh được cái đòn trỏ hay như vậy thì mình phải tập nhuần nhuyễn đúng thầy? Thì phải, cái đường nào mình cũng phải tập nhuyễn hết. Vậy cái câu chuyện con muốn hỏi ở đây, như hôm trước con có quay thầy thầy Thanh và thầy Long Sơn Hải, các thầy có nói rằng cái lực đánh ra là lực toàn thân. Vậy cái cú trỏ của thầy sẽ đánh như thế nào để nó ra cái lực mạnh nhất? Mạnh nhất. Ăn thua nè. Cái toàn thân là như vậy, thầy quánh cái toàn thân á là mình quánh cái đòn này chỉ có năm thôi,
mà mình thêm cái xác của mình thêm 5 nữa là 10. Là vì mình, nếu mày đỡ, mày đỡ ra nè, mày đỡ ra mày đứng về mày quánh á, thì nó chỉ có 5 thôi. Đứng một chỗ mà quánh vậy, mày cứ tồn cái mình tới để cái toàn thân nó phụ với cái này để quánh nó thêm 10 nữa. Đó là toàn thân. Chỉ quánh cái đoàn đứng á, chỉ đỡ này mà thấy đỡ này là chỉ có 5. Mà cái toàn thân nó đem theo cái xác của mình vừa thêm cái đó nữa là thêm 10. Dạ. Là 15. Nó nặng cái chỗ đó. Dạ. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, thì thầy Ba đã múa cái bài Phá Ngũ Quan cho chúng ta rồi. Và trong cái bài Phá Ngũ Quan thì nó có cái bộ trỏ của Ngư Lâm Nữ Sĩ, đúng thầy. Tất cả gần như phần lớn cái bài đó đều là đọt trỏ lại hết. Ừ. Thì thầy cũng kể rằng như chúng ta đã có Dạ. Và bây giờ thầy sẽ diễn giải cho là cái hay. Thầy đã diễn giải cho các bạn thấy rằng là khi đánh trỏ cái hay của Phá Ngũ Quan rồi. Nhưng mà bây giờ trong trường hợp mà tình thủ mình, cái tình thủ nó rất là mình đỡ cách sau cho khỏi bị, đúng rồi. Đó. Con với thầy có xem clip của cái ông của sư thái thì ông khi đánh trỏ ông chìm hay thì đó. Cái đó đó, nó phủ như vậy á là nó trừ cái cuộc trỏ lạnh mình hết trơn rồi đó. Rồi nó sát vô là nó trừ luôn cái cẳng của mình luôn. Bây giờ chỉ quýt tay với tay với nhau thôi. Bây giờ không, bởi vì cái nghề của mình nó lỗi thời là cái chỗ đó là. Tức là thiếu lưng nó xin hay nè cái đòn đá. Còn mình bắt vậy, cái mặt của mình đưa vậy thì nó dễ quýt cuộc trỏ lạnh là. Thì mình đỡ được, nhưng mà người ta có đỡ được không? Còn nó thủ bây giờ nó kể như vậy là cuộc trỏ lạnh nó quát bỏ rồi. Mày đánh cuộc trỏ lạnh cỡ nào nó cũng bị dính hết trơn. Đó. Rồi nó sát vô cái nữa là cái cẳng của mày là kể như không vắt bỏ luôn. Mày thấy tụi Thái Lan ghê không? Nghe không? Tức là con đầy như thế tất cả các sư đánh mình nó sát. Nó vô. Nó vô, sát vô là nó ăn cặp tay không? Mày cặp tay mày dở làm sao mày... Ừ. Cái đó không là có một mai nó còn lên dối thì mình được. Chứ còn thở vậy làm sao mày đá sao mà được nó đánh không xìa được luôn rồi. Không về được luôn đó. Có nhiều khi mình quấn cuộc chỗ lạnh mà nhiều khi nó đỡ không kịp, nó lọt vô cũng có, mà đều phần nhiều là không lọt vô được được. Nó đã vậy rồi không phải nó thủ thấp vậy đâu, nó thủ nha. Đó đó mày quánh nhập đội quánh đó, cứ đỡ mạnh thằng nào nấy đỡ đó. Cứ nào mà đúng ra đánh. Bởi vì nó mình thấy nó đơn sơ mà nó lại nó trừ mình hết mấy cái đồ nghiệp của mình hết trơn. Mày thấy không? Bây giờ mình phải cải tiến lại, quýnh tay với mày, cặp tay quýnh Hồng Việt Anh cũng móc tía tu cũng như mày móc tá lã là. Chứ bây giờ mày quýnh theo cái nghề của mình là không khó thắng dạ. Mình bị mình dùng cẳng một nửa, dùng tay một nửa, còn nó là tay không mười phần, nó tay không, nó không có cần đá, không có cần việc giống gì hết, nó chỉ quánh tay. Mày thấy tụi Thái nó có ăn thằng nào mà nó ăn đá không? Nó quánh tay rồi nó vọng vô mày chúng cái, nó vọng rồi gầm một đống. Mà cái sức nó khỏe nữa dạ. Bây giờ thì chỉ có cách hóa giải cái đòn trỏ đấy của người ta đi. Bây giờ dạ. Đó, bây giờ mày học quánh nó đi dạ. Nó lạc bày dạ. Thì cái tay thì chêm sát vô cái nắp này là dạ. Đừng có chêm ở ngoài, chêm ở ngoài nó trượt mặt đúng không? Chêm cái này, nhưng mà cái này phải thẳng vô dạ. Chêm sát vô nắp tập này à. Chêm sát vô quánh đó, như bây giờ mày quánh vô chỗ lạc đi dạ. Phải chêm sát vô cái nắp mày nè à. Rồi, quánh mình đây dạ. Đó, không cách gì đó đẹp. Thế có trong trường hợp đánh móc xuống móc cái gì nó cũng phải dày hết á dạ. Cũng dướng vô cái này hết rồi. Giả sử như bây giờ thầy hóa giải đòn trỏ mà trong trường hợp như vậy rồi thì thầy sẽ đánh như thế nào để con bị gục dạ, có đỡ nè dạ. Mày quánh đi, rồi quánh cái cục đỏ đi. Nhưng mà thầy làm nhẹ thôi nhé. Tao dạ. Có đỡ à, mày văng ra rồi à. Mày văng ra rồi thì nó theo mấy đá rồi, chứ đâu phải mà đứng một tổ nữa dạ. Mà quánh một cái là
là nó hai thằng nó dội ra. Ở tại lò lông của hội đấu đài hồi xưa ấy, thì ai đánh đòn trỏ hay nhất thầy? Chưa có thấy thằng nào muốn đòn trỏ hết thầy. Dạ. Mà chỉ luyện cái cù chỏ thì búng ra luyện cù chỏ mà chưa tao chưa chỉ có thằng Quý nó quấn như kinh kha rượu mà tao nhắc nó ăn hơn là cái cù được cái cù chỏ lật hơn à, tại thằng kia nó không có nó thò tay vô nó đánh rồi thì thằng này nó lật ngược lại nó cho phải nó chêm vậy thì được cái này nó vừa thò tay đánh thằng Quý nó lật liền đó thò tay vô thằng Quý nó lật rồi liền nó lật ngược lại à, nó quấn tay bên đây đó thì xây lại ngựa kìa ồ là nó không có đỡ được mà là tét nắp chảy máu trời ơi cái này nó dễ bị lắm. Hôm con có quay một clip đó là thầy nói rằng thầy rất thích võ sĩ Mã Thành Ba, một lần cũng trùng trùng tên với thầy của lò thầy Mã Thành Long và có đánh trỏ lập rất hay và thầy thằng Quang lúc thằng Quang vô tao biểu bày thằng này nó quấn cuộc trỏ lập mày phải chơi cụ chỗ lạc nó mà tụi tao nói thiệt mày á hết một cái từ thằng nào cũng không biết trừ được cái đó thầy chưa như thế nào cũng chêm như vậy hay sao thì chứ sao chêm nó cho không nó lạc làm sao mà vừa thọc tay vô quấn mà thằng nó lạc cái bụng đó mà chêm ra vậy là làm sao nè nó quấn bên đây chêm ra văng ra thì nó văng ra nó văng bên này thì cẳng trái đó văng bên đây thì cắn ngạt đó nó dứt vô hai ba đá rồi là thấy nó chết rồi. Vậy là cái trong cái bài hết rồi thử thế đi hả thử thế nhá gì thế thôi giờ mày ngạt rồi không mày hỏi còn cũng chả biết hỏi mày hỏi hết. Xin chào cả nhà, mình là Lê Nguyễn và mọi người vừa xem xong cái clip về tinh hoa võ thuật mà Lê Nguyễn vừa chia sẻ, không biết là cảm xúc của mọi người sau khi xem xong đoạn clip này như thế nào. Thì có những đóng góp, chia sẻ gì với Lê Nguyễn, nhà mình có thể để lại cái phần bình luận ở bên dưới nha. Lê Nguyễn sẽ cố gắng làm tốt hơn, truyền tải tốt hơn và thực hiện nhiều cái chủ đề hay hơn để gửi tới tất cả anh chị em của mình. Và đoạn này thì Lê Nguyễn quảng cáo một chút. Thì như mọi người biết, ngoài cái vấn đề võ thuật thì Lê Nguyễn cũng có quay về y võ của các thầy. Và Lê Nguyễn trên kênh của mình cũng chia sẻ rất nhiều về những bài thuốc, toa thuốc mà Lê Nguyễn được các thầy chia sẻ, được thể tặng hoặc Lê Nguyễn may mắn có cơ duyên sưu tầm được. Và như mọi người biết thì Lê Nguyễn cũng chính là một cái đại lý, là một cái đơn vị mà phân phối những sản phẩm thảo dược của các thầy nữa. Thì như mọi người biết hiện tại thì Lê Nguyễn đang phân phối cái ngũ thảo dược giải độc gan này. Và cái sản phẩm thứ hai đấy là chính là cái sản phẩm xương khớp người tiều. Thì cái sản phẩm thảo dược giải độc gan này hiện tại thì Lê Nguyễn đang bán là 321.000 mọi người. Và với những nó có rất nhiều là công dụng, nhưng mà cơ bản nó là thanh lọc giải độc này, đào thải độc tố gây mụn, viêm da, dị ứng này. Đặc biệt là với những chị em phụ nữ hoặc là các anh hay nhậu ấy, nó giảm mỡ bụng nhé. Các chị em mà sau sinh ấy, thì hay bị rối loạn nội tiết tố, mụn nhọt, thậm chí là phì bụng ra, nhiều mỡ đúng không? Thì cái sản phẩm này sử dụng thời gian là sẽ eo thon dáng đẹp nhá. Nó sẽ giảm 2-3kg một tháng là chuyện bình thường. Nhờ mình cố gắng tập luyện thể dục thể thao nữa thì nó sẽ có hiệu quả tốt hơn nữa. Và đặc biệt là với người lớn tuổi hoặc là người trẻ nữa còn bị táo bón ấy, thì cái sản phẩm này nó hỗ trợ là thải độc đại tràng nha mọi người. Và hết táo bón, hết ngay táo bón, ngay sử dụng lần đầu tiên. Với những chị em bị nám, bị tàn nhang và bị mụn nhỏ thì đây là cái sản phẩm dùng 2 tuần thôi là nó sẽ hiệu quả ngay. Nó hỗ trợ cho những người mà gặp các vấn đề bị về gan đó nha mọi người, men gan cao, gan nhiễm mỡ hoặc là viêm da cơ địa về nếu. Là cái sản phẩm của mình đưa ra thị trường được tầm khoảng 2-3 năm rồi và nó nhận được rất nhiều những cái phản hồi tích cực của khán giả. Bản thân Lê Nguyễn cam kết một điều, sản phẩm của Lê Nguyễn là rất tốt cho thị trường. Trong trường hợp không có tác dụng với mọi người, Lê Nguyễn cam kết trả lại tiền. Và cái sản phẩm thứ hai mọi người đã biết đấy là chính là cái xương khớp người tiều. Thì Lê Nguyễn may mắn biết cái sản phẩm xương khớp này đó là nhờ thầy Vinh, chính là một trong những học trò của Long Hội, loạt clip mà Lê Nguyễn có chia sẻ với mọi người ấy. Vợ của thầy sử dụng và 30 năm rồi, và hàng xóm bà con sử dụng rất là nhiều. Đợt vừa rồi thì dịch Covid rồi không may vợ của thầy mất và đó là một điều rất đau xót với thầy. Thì Lê Nguyễn có quay và có cơ duyên gặp thầy thì được thầy chia sẻ về cái sản phẩm này. Và hiện tại Lê Nguyễn là cái sản phẩm và hiện tại là Lê Nguyễn là cái đơn vị phân phối nha. Thì nói chung là với người tập thể dục thể thao thì rất là ok rồi, tan máu bầm, nhức mỏi này, những người bị phong thấp, đau mỏi vai gáy này,
thấy đây là một cái sản phẩm rất ok, đặc biệt với người già, người lớn tuổi nha. Lê Nguyễn cam kết một điều, người già, người lớn tuổi bị xương khớp mãn tính mà sử dụng cái sản phẩm của Lê Nguyễn không đỡ, không ok, Lê Nguyễn trả lại tiền nha. Hiện tại đây là hai cái dòng sản phẩm chủ lực của bên Lê Nguyễn. Hũ này thì Lê Nguyễn bán là 321.000. Mọi người mua 5 hũ thì sẽ được tặng 1 hũ, 10 hũ tặng 3. Và Lê Nguyễn có nhận gửi đi nước ngoài, Mỹ, Canada, châu Âu, nhận gửi tất nha mọi người. Sản phẩm này thì hiện tại đang bán được Mỹ rất là tốt. Và cái sản phẩm này thì nó là một phần là rượu ngâm với thuốc ấy, thì ra không gửi được cho mọi người. Bởi vì là có những quy định ngặt nghèo ở nước ngoài nên Lê Nguyễn không gửi được qua nước ngoài được. Nhưng mà thảo dược giải độc gan này thì cam kết mọi người Lê Nguyễn gửi được nha. Còn cái chai xương khớp này hiện tại thì Lê Nguyễn đang bán là 90.000 nha mọi người. Rồi ok, nhà mình quan tâm thì để lại nhắn tin cho Lê Nguyễn hoặc để lại phần bình luận bên dưới phần bình luận đấy, hoặc nhắn tin tới Lê Nguyễn số 0979662418. Lê Nguyễn sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nha. Nhắn tin qua Lê Nguyễn, qua cái Zalo của Lê Nguyễn cũng được nha mọi người. Rồi, tạm biệt mọi người.